Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân bị đột quỵ nhập viện tại Đắk Lắk gia tăng đột biến. Đột quỵ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, trong đó thời tiết thay đổi, chuyển lạnh đột ngột được xem là mối nguy khởi phát đột quỵ. Bệnh dễ gây tử vong cao nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời. Theo khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong tháng 10, khoa tiếp nhận điều trị 153 bệnh nhân đột quỵ. Số ca bệnh nhân gia tăng chủ yếu trong những ngày cuối tháng 10 với khoảng 10 ca mỗi ngày. Lý giải về sự gia tăng bệnh nhân đột quỵ trong thời gian này, các bác sĩ cho rằng khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, đòi hỏi hệ thống mạch máu sẽ phải có các phản xạ để thích nghi với sự thay đổi đó. Trời lạnh khiến cho mạch máu co lại, gây tăng huyết áp, sức cản ngoại vi tăng cao, dễ gây đứt, vỡ mạch máu não, dẫn đến xuất huyết não. Các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay bệnh đột quỵ có xu hướng trẻ hóa, nên những người có bệnh nền như tăng huyết áp thì phải điều trị tích cực, tránh stress và những thay đổi đột ngột để dự phòng những cơn cao huyết áp bộc phát. Ngoài ra cần có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, kiểm soát cân nặng phù hợp, không hút thuốc lá, kiểm soát tốt bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Khi thấy có các dấu hiệu nguy cơ gây bệnh đột quỵ, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời, tránh xảy ra tai biến.